Các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Dê và Sói được nằm trong cuốn sách truyện cổ tích. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Ngày xưa có một công chúa sống trong một lâu đài rộng lớn. Trên tường thượng lâu đài là một căn phòng có 12 cửa sổ quay hướng ra khắp phương trời. Mỗi khi lên đấy, công chúa có thể thấy toàn cảnh giang sơn đất nước. Nhìn qua cửa sổ thứ nhất, công chúa thấy rõ người ở phía xa tít tắp mà mấy người không nhận thấy. Độ phóng đại của các cửa sổ cứ tăng dần. Nhìn qua cửa sổ thứ ba thì thấy cảnh vật hiện ra rõ hơn. Là nhìn qua cửa sổ thứ hai, đứng ở cửa sổ thứ 12, công chúa có thể nhìn thấy mọi thứ có trên đất hay nằm sâu trong lòng đất, không rề qua được mắt nàng. Chính vì lẽ ấy nên công chúa rất kiêu kỳ, không muốn khuất phục một ai cả. Muốn độc tôn chiếm giữ ngai vàng. Một ngày kia, nàng cho loan báo tin kén chồng. Ai nói mình mà nàng không thể tìm ra sẽ là chồng nàng. Nhưng nếu nàng tìm thấy, người ấy sẽ bị lưu đày. Công chúa đinh ninh rằng chẳng ai thành công trong chuyện này. Chưa có ai đi ẩn trốn mà nàng không tìm ra. Đã từ lâu không có một ai xin thử nữa. Công chúa rất lấy làm hả dạ, khoái chí, nghĩ bụng. Ta sẽ được sống tự do suốt đời. Bỗng có ba anh em nhà kia xuất hiện, tới xin thử tài trong chuyện may rủi này. Người anh cả chui xuống ở trong hang đá vôi. Đinh ninh tưởng chắc không ai tìm được. Không ngờ công chúa chỉ liếc mắt nhìn qua cửa sổ thứ nhất đã trông thấy anh ta. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Báo và Dê Núi được nằm trong cuốn truyện cổ tích. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Có một lần, Dê Núi đến một thung lũng để ăn cỏ. Bỗng nghe thấy có tiếng gọi: Dê Núi ơi! Dê Núi ngạc nhiên: Ai gọi tôi đấy? Tôi đây. Trần đáp: Giúp tôi với. Anh gọi tôi chắc là có việc gì cần đến tôi phải không? Trần bảo: Hãy lại đây giúp tôi với. Dê Núi nói: Không đâu thưa ngài, tôi chẳng dám đến. Ngài ăn thịt tôi mất. Đừng sợ, tôi không đụng đến chân lông. Anh đâu? Lại đây cứu tôi với. Tôi chết mất. Cái cây này đè bẹp tôi. Dê Núi bèn đến gần chăn rồi nhấc bổng cái cây đang đè con chăn. Nó định quay đi. Tiếp thì chăn chồm dậy vò lấy nó. Tao phải ăn thịt mày, hôm nay là ngày tận số của mày. Tao đã lả người vì đói. Ba ngày nay tao chẳng có gì bỏ vào miệng cả. Dê Núi than thở: Ôi thế đấy, ta thật là ngu xuẩn đã cứu mi. Ta vẫn biết mi. Ta vẫn biết mi sẽ bắt ta. Nhưng vì mi đã hứa là không ăn thịt, không đụng đến ta. Giữa lúc ấy Dê Núi xuất hiện. Nó lên tiếng hỏi con chăn xem con chăn định làm gì Dê Núi.
chân dãi vầy, cái cây nhỏ đỏ và đẹp trúng vào tôi. Thế tôi nhờ anh dê núi giúp. Hắn nhấc bỏ cái cây giải thoát tôi. Giờ còn định ăn thịt hắn vì tôi đói lắm rồi. Dê núi ngạc nhiên. Thế à, bộ một mình dê núi này mà nhấc bỏng cái cây to thế kia sao? Chân đáp, đúng thế, dê núi đấy. Dê núi Kabulu bảo, nói dối. Giờ ta thử để cây gỗ lên lưng ông, xem dê núi có nhấc được không. Chân đồng ý. Dê núi Kabuluku Lusu và dê núi Kugu nâng cây gỗ đè lên lưng chân. Rồi dê núi bảo dê núi con, anh còn chờ gì nữa. Thế là cả hai dê cùng nhau đi vào rừng sâu. Còn con chân ngu xuẩn thì 2 ngày sau sẽ tắt thở.